Tôi cũng xin được chào đón ông Trần Vũ Minh Hiếu, trưởng phòng kiểm tra thuế số 6, Cục Thuế Hà Nội. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe những phát biểu của ông Nguyễn Thanh Đạm. Còn sau đây thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng đến phần mà tất cả mọi người đều đang mong chờ nhất, ngóng đợi nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Đó chính là phần trao thưởng cho người khách hàng may mắn của kỳ vận thưởng thứ 119, sản phẩm Power 6/55, đó chính là ông Quy. Và sau đây thì xin mời ông Quy sẽ cùng sân khấu ạ. Dạ vâng, thưa ông, chúng ta đều biết rằng là tại kỳ quay thưởng thứ 119 thì ông đã là người may mắn trúng giải jackpot 1 của chúng tôi, là người đầu tiên dịch về cho mình giải jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55. Và ở phần trước thì chúng tôi đã cùng tiến hành lễ chuyển tiền vào tài khoản. Và bây giờ thì không biết rằng ông có thể đọc rõ ràng tin nhắn của mình và xác nhận là số tiền đã được vào tài khoản hay không? Dạ, xin mời ông. Không biết rằng là khoản tuyển dụng hỗ trợ giữ mặt nạ của cô che mắt coi chừng rớt mặt nạ. 15:10 số tài khoản là đọc số tiền luôn. Anh đọc số nhà đi anh. Đọc luôn số điện thoại đi anh. 510.702.865 đồng. 72.865 đồng. Nội dung trả thưởng giải tắt món 1 655. Mã số vé là 42CAF 628-2339-5001 thì quay số mở thưởng 119 ngày 5/5/2018. Rồi, rất là cảm ơn. Wow. Thế là số tiền trừ vào tài khoản của ông Quy đã số tiền được khấu trừ thuế rồi, và số tiền còn lại có nhận là hơn 273 tỷ, đúng không ạ? Và sau đây 273 tỷ. Vâng, 273 tỷ. Nếu như tất cả các anh chị ở trong căn phòng này có số tiền đó, chúng ta sẽ làm gì? Không biết làm gì đúng không ạ? Tôi nghĩ sau đi ạ. Có số tiền không? Thì cũng xin được trân trọng kính mời các quý đại biểu chúng ta sẽ cùng chứng kiến. Và đầu tiên là ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc. Tiếp theo ông Nguyễn Minh Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan Trung ương. Tiếp theo ông Phạm Thanh Sơn, đại diện Bộ Tài chính. Ông Bùi Quốc Khánh, đại diện A84 Bộ Công an. Ông Đinh Hoài Nam, đại diện C46 Bộ Công an. Ông Nguyễn Lộc Ánh, đại diện Cục Pháp chế Bộ Tài chính. Ông Đỗ Đức Kiên, đại diện Thanh tra Bộ Tài chính. Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam. Bà Mai Thị Phong Nga, đại diện Cục Thuế Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Trung, đại diện Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Anh Quy. Và ông Trần Vũ Minh Hiếu, trưởng phòng kiểm tra thuế số 6 Cục Thuế Hà Nội. Và sau đây xin trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Hà, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, và ông Chuôn Trung Phong sẽ lên trao giải jackpot cho khách hàng may mắn của chúng tôi kỳ quay số mở thưởng 119. Xin mời. Và xin mời tất cả hội đồng giám sát, những người chứng kiến giải, chứng kiến buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời tất cả mọi người sẽ cùng lên sân khấu ạ. Mọi người chứng kiến phía sau. Quá dữ. Trời ơi. Anh mời xin lỗi. Ba trăm lẻ mấy tỷ, trời ơi. Đây là những âm thanh rất quen thuộc trong mỗi kỳ quay thưởng của chúng ta đúng không ạ? Ngày hôm nay thì giải sẽ có một cái quay về con số khởi điểm là 30 tỷ đúng không ạ? Chắc chắn đúng không ạ?
Vâng, ngoài giải thưởng trị giá 200 tỷ thì ông Vinh cũng sẽ nhận được một chiếc cúp kỷ niệm của chương trình với giá là 30 tỷ ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng ông Vinh. Anh Quyền Linh ạ, anh đứng ngay để thực hiện tiếp mừng của mình ạ. Rồi, xin được cảm ơn các thành viên của hội đồng giám sát số và xin mời ông Vinh có thể đá lại sân khấu một chút được không ạ? Vâng. Ở đây, chúng ta sẽ cùng chụp những ảnh riêng làm kỷ niệm. Tấm ảnh này sẽ được rửa ra khổ A0 em plastic, sau đó treo lên tường của nhà ông Quỳnh để nhớ ngày rất là đẹp ngày hôm nay. Cho chụp tấm đi hơn anh. Mốt lên, chụp tấm đi hơn, selfie. Đó, anh này trúng nha, chứ không phải tôi trúng nha. Trời ơi, ước gì mình được 1/10 thôi. Quá dữ. Quá dữ. Vâng, xin được cảm ơn ạ. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ. Xin mời ông nói lại một chút được không ạ? Bây giờ về du không ạ? Rất là hồi hộp ạ. Tiền vô tài khoản rồi đâu có hồi hộp nữa. Tiền vào là không đi đâu được rồi. Không biết rằng là ông có thường xuyên mua những cái sản phẩm của chúng tôi không nhỉ? Ngoài Power 6/55 ra thì sản phẩm như là Mega 6/45 thì sao? Ông có hay tham gia vào các chương trình cổ phiếu hay không? Vậy thì cái trung bình là một ngày mình mua khoảng mấy máy? Một tuần đến hai ba lần. Mỗi lần khoảng mấy trăm máy đúng không ạ? Vài trăm nghìn là khoảng mấy chục máy rồi. Nhiều người tôi biết rằng là mỗi ngày mua mấy trăm máy chưa là chúng được giải jackpot, rất là may mắn đúng không ạ? Hỏi anh bữa anh mua mấy tờ mấy chục ngàn này. Cái hôm đấy là ông mua mấy tờ tất cả đấy? Đó là tôi mua hai. Trời ơi, có 20 ngàn à. 20 ngàn mà được khoảng 20. Trời ơi. 40, 50. Mỗi bé 50. Tức là mua cả 645 và 655. Và đi nói nhà cho dễ ạ, là tổng tiền lúc đấy nó bỏ ra là bao tiền? Là 100 nghìn ạ. Trời ơi. 100 nghìn. Trời ơi, sao lời. 100 nghìn mà bây giờ có 300 là 3 tỷ. Mười mấy ngày sau anh mới như... Tôi nói thật là bây giờ nhưng có nhớ cái cảm giác mà khi mình biết được mình là người trúng giải jackpot 1 hay không? Dạ, tôi rất lúc đấy là rất bất ngờ và rất vui mừng. Có thể đau tim không? Đập nhiều hơn một chút chứ. Đó là hồi hộp hơn đúng không ạ? Vậy thì cái tấm vé trúng giải jackpot 1 này thì ông đã lựa chọn như thế nào? Mình tự tích hay là cho máy tự chọn? Tôi tự chọn một cách ngẫu nhiên vậy ạ. Vâng, càng nghe câu chuyện này mình càng thấy nó hoang mang. Tìm chọn một cách ngẫu nhiên đấy cũng là một cái tip để dành cho những khách hàng nào mà tiếp tục tham gia chúng tôi. Đôi khi là chúng ta lựa chọn những con số thì sẽ không may mắn đâu, mà cứ để máy lựa chọn, biết đâu là chúng ta sẽ jackpot đúng không ạ? Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được rằng thì ông đã dành ra khoảng tiền là 3 tỷ đồng để làm từ thiện. Vậy thì ông có thể giải thích lý do vì sao mình dành số tiền này để làm từ thiện hay không? Tôi nghĩ tôi là người rất may mắn và tôi muốn san sẻ cái may mắn của tôi cho những người kém may mắn hơn tôi. Vì vậy là những hoàn cảnh khó khăn. Dạ vâng. Và thực sự như chúng ta nói rằng việc lớn với một slogan tất cả đều biết, cơ hội để tốt hơn đúng không ạ? Tốt hơn ở đây không chỉ là tốt hơn cho những người trực tiếp trúng thưởng, mà chắc chắn rằng là sự tốt hơn đó sẽ được sẻ chia đến những người kém may mắn hơn từ những vị khách may mắn và cũng có một tấm lòng hảo tâm như ông Quy đây. Phải nói rằng là trong tất cả các kỳ jackpot thì chúng tôi đều nhận được sự sẻ chia từ những người trúng thưởng. Người có nhiều thì sẻ chia nhiều, người có ít thì sẻ chia ít. Và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn ông Quy trong ngày hôm nay đã dành những tấm lòng từ thiện của mình để trao đến những mảnh người khó khăn hơn, những kẻ khó khăn hơn mình. Một câu hỏi nữa là tại sao ông lại lựa chọn cách trao thưởng mình là đeo mặt nạ, trong khi đó cũng có rất nhiều người lựa chọn rằng là mình sẽ không đeo mặt nạ? Tôi cũng không muốn là cái việc chúng giải nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều, sợ bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Và thì tôi chọn cái hình thức đeo mặt nạ. Thực ra thì hình thức đó là hình thức cũng là nên, vì chắc chắn là ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng cuộc sống của mình.
không có ảnh hưởng xấu thì cũng có ảnh hưởng hơi hơi xấu, đúng không ạ? Nhiều người thì nghi ngờ rằng là việc tốt của chúng tôi là trả thưởng không minh bạch, rồi là giải thưởng là không đúng, và những cái người trúng thưởng cái mặt nạ thì đều là những người là được sắp đặt. Vậy thì qua chương trình ngày hôm nay, qua buổi trao giải này, thì ông có muốn nói điều gì đến khách hàng đang hoài nghi về sản phẩm Vlog của tôi không? Từ những cái gì bản thân trải qua thì tôi khẳng định mô hình sổ số tiền lốt là hoàn toàn minh bạch, không hề có cái gì có tất cả. Vâng, có lẽ đó là cái lời mà chúng ta cần thiết trong ngày hôm nay, và một tràng vỗ tay để dành cho vị khách mời ngày hôm nay. Và một điều cuối cùng là ông có muốn nhắn nhủ gì đến các khách hàng của Vlog hay không, những người đã tham gia, đang tham gia và sẽ tham gia? Như bản thân tôi thì khi trúng một giải lớn như thế này, những cái số tiền của tôi bỏ ra là nó không nhiều, với cái tâm lý là tôi mua cho vui, và chứ không nghĩ là tôi sẽ làm giàu hay làm cái gì ở cái giải đó cả. Và tôi muốn những người sau này là cũng tham gia với tâm lý là chơi cho nó vui đi ạ. Vâng, thì thế này là vui quá rồi. Quá vui. Quá rồi. Trời ơi, quá vui rồi. Trời ơi. Vui thôi, đừng quá đúng không? Quá quá vui. Quá vui luôn. Con 100.000 chúng 303 tỷ. Rồi. Thưa quý vị. Nãy có. Sau khi mà chúng được giải thưởng trị giá hơn 300 tỷ thì trừ đi các loại thuế có trừ cá nhân như là thuế của nhà nước thì số tiền nhận về của ông Quy là hơn 273 tỷ. Và trong một số tiền đó thì ông cũng dành 3 tỷ để có thể làm từ thiện. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung cụ thể mà ông Quy đã làm từ thiện. Đầu tiên là tài trợ 100 ca mổ mắt cho các cụ là người cao tuổi trị giá 500 triệu đồng cho quỹ chăm sóc hội người cao tuổi. Tiếp theo là tài trợ 1 tỷ đồng cho chương trình Cặp lá yêu thương của VTV24. Tặng 4 căn nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng dành tặng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 cho Đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Tặng 1 năm báo nhi đồng cho kem học sinh tiểu học người dân tộc tại 5 trường dân tộc nội trú trị giá 200 triệu đồng cho chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ và báo nhi đồng. Hỗ trợ 350 triệu đồng cho các gia đình hiệp sĩ đường phố đã hy sinh và bị thương. Trong đó các gia đình hiệp sĩ hy sinh mỗi gia đình 100 triệu, các hiệp sĩ bị thương là 50 triệu. Tặng quỹ cơm có thịt 300 triệu đồng. Tặng hội bảo vệ quyền trẻ em 100 triệu đồng. Tiếp theo, tặng hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam 100 triệu đồng. Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cho chương trình của Ban Tuyên giáo 100 triệu đồng. Và cuối cùng là tặng học bổng cho học sinh nghèo cho chương trình của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính 150 triệu đồng. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của các đơn vị tổ chức cá nhân sẽ lên sân khấu nhận món quà ý nghĩa này. Xin chân kính mời. Và xin được trân trọng kính mời ông